Xin chào các em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2019 của hệ thống giáo dục Học Mãi. Thầy thì là một gương mặt rất là quen thuộc các bạn rồi đúng không ạ? Thầy là Vũ Khắc Ngọc, một giáo viên hóa học tại hệ thống giáo dục Học Mãi. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta không bàn về việc học, hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái chương trình tư vấn tuyển sinh cho các bạn. Chúng ta thấy rằng là trong những năm gần đây ấy thì cái việc thi và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng thì có rất là nhiều thay đổi. Thậm chí là thay đổi tới từng trường, từng ngành với các cái tổ hợp xét tuyển khác nhau như các phương thức xét tuyển khác nhau. Điều này thì sẽ gây ra không ít khó khăn cho các bạn khi mà lựa chọn cái khối thi cũng như là lựa chọn cái ngành nghề mục tiêu của mình. Thế thì cái đợt đăng ký xét tuyển nó đang tới rất là gần rồi, và thời điểm này thầy biết là có rất nhiều bạn là sẽ rất là băn khoăn trong cái việc là lựa chọn cái khối thi cũng như là lựa chọn cái ngành nghề sao cho nó phù hợp với cái năng lực cũng như là cái tính cách của mình. Chúng ta thường là sẽ có những cái xu hướng chọn nghề, chọn ngành mà có thể nó chưa thực sự là đúng đắn. Ví dụ như chúng ta có thể theo những cái xu hướng, những cái trào lưu trong việc chọn ngành, chọn nghề, hoặc là chúng ta có thể là chịu những cái áp lực từ cái sự lựa chọn của gia đình, của người thân, vân vân, hoặc là có thể là do cái sự tìm hiểu thông tin của chúng ta nó không được đầy đủ và đúng đắn, thì có thể dẫn đến những cái ngộ nhận về các ngành và nghề. Thế thì chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2019 do Học Mãi xây dựng với các trường đại học cao đẳng uy tín ở trên cả nước sẽ giúp cho các bạn, cung cấp thêm cho các bạn những cái thông tin cần thiết về những cái phương án tuyển sinh của từng trường. Và ngày hôm nay thì chúng ta có được gặp cô Lê Thị Phương Thoa, hiện đang là phó trưởng phòng đào tạo, phụ trách đào tạo đại học của trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng. Là cảm ơn thầy Vũ Khắc Ngọc đã giới thiệu. Mình là Lê Thị Phương Thoa, đến từ trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay rất là vui được tham gia vào cái chương trình tư vấn tuyển sinh của hệ thống giáo dục Học Mãi. Mình rất là sẵn sàng để có thể chia sẻ những cái thông tin về cái kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của trường Đại học Công nghệ đến với các độc giả, các khách hàng của Học Mãi. Vâng. Sở dĩ là chúng ta hôm nay có cái cuộc trao đổi với trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội vì Đại học Quốc gia Hà Nội và trong đó Đại học Công nghệ là một trường thành viên, là cũng là một trong những cái trường mà trong những năm qua thì có rất là nhiều những cái sự thay đổi, sự khác biệt trong cái phương án tuyển sinh giữa các năm, và điều này ấy, thì gây ra cũng cũng có một số cái khó khăn nhất định cho các bạn thí sinh khi mà tìm hiểu về cái việc xét tuyển của nhà trường. Thế thì không biết là năm nay thì cái phương án tuyển sinh đại học cao đẳng của phía trường Đại học Công nghệ Quốc gia thì có những cái điểm gì là khác biệt hay nổi bật mà cô có thể chia sẻ với các bạn học sinh không ạ? Dạ vâng ạ. Sẽ là về cái kỳ thi tuyển sinh năm 2019 thì về các cái phương thức tuyển sinh thì trường Đại học Công nghệ vẫn về cơ bản chúng tôi sẽ giữ nguyên như năm 2018. Đúng như các bạn biết thì là về các phương thức tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ nói riêng cũng như là các trường thành viên trong Đại học Quốc gia trong cái giai đoạn vừa qua nó cũng có những cái thời điểm tạo nên một cái sự khác biệt cũng như là cái cơ hội vào việc học đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Với từ năm 2015-16 thì chúng tôi có tuyển sinh theo cái kỳ thi đánh giá năng lực riêng do Đại học Quốc gia tổ chức. Nhưng mà từ 2017 và tiếp tục là 18 và bây giờ là 19, chúng tôi đã chuyển sinh ổn định với cái phương thức xét tuyển từ kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia được tổ chức. Và với năm 2019 này thì ngoài cái việc duy trì cái kết quả xét tuyển từ cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia ra thì nhà trường có bổ sung thêm một số các cái phương thức để có thể xét tuyển vào trong học tại trường. Trước hết là như các bạn đã biết là năm nay trường Đại học Công nghệ có bổ sung thêm với việc xét tuyển từ cái kết quả của kỳ thi SAT cũng như là A-level. Ngoài ra thì chúng tôi còn có xét chuyển điểm đối với các bạn có các cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL với cái mức từ khoảng 5.5 IELTS trở lên thì các bạn đã có thể xét chuyển tương đương với 8,5 điểm để xét tham gia xét vào kết quả thi theo cái tổ hợp của các cái ngành thi rồi. Ngoài ra thì chi tiết các bạn có thể xem thêm cái hệ thống website của nhà trường cũng như Đại học Quốc gia đã công bố rất là công khai đầy đủ trong cái đề án tuyển sinh của mình. Thế thì vừa qua thì em có tìm hiểu một số cái thông tin liên quan đến việc tuyển sinh, cái đề án tuyển sinh của trường năm 2019, thì có thể thấy rằng là về một cách tổng thể
thì nhà trường năm nay sẽ xét tuyển theo ba cái phương thức. Một là dựa vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thứ hai là xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế level, đúng không ạ, của các trường có đào tạo theo chứng chỉ Cambridge. Và thứ ba là có thể xét tuyển theo cái kết quả của kỳ thi SAT. Tất nhiên là đối với các bạn học sinh, nhất là học sinh ở các thành phố lớn mà có điều kiện được tiếp cận với chương trình Cambridge hoặc là tham vào kỳ thi SAT, thì cái kết quả thi SAT của bạn hay là chứng chỉ A-level thì cũng khá là trở nên phổ biến hơn so với những năm trước đây, đúng không ạ? Đặc biệt là gần đây thì Hà Nội có mở rộng cái chương trình đào tạo chương trình Cambridge với nhiều trường phổ thông. Thì xin cô có thể chia sẻ thêm rằng là với ba cái phương thức xét tuyển như vậy thì cái tỷ lệ, cái chỉ tiêu cho từng phương pháp xét tuyển đối với các nhóm ngành thì nó có cái mối tương quan như thế nào không ạ? Mình có dành nhiều chỉ tiêu cho cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hay không? Vì phần lớn các bạn học sinh mà đang theo dõi tư vấn này thì thầy tin là các bạn vẫn đáng nghiêng về phương án là sẽ thi trung học phổ thông quốc gia, đúng không ạ? Vâng, thì cô có thể chia sẻ thêm không ạ? Đúng như là thầy đã trao đổi là vì cũng là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh theo cái kết quả xét tuyển theo kết quả bài thi A-level cũng như là kết quả của SAT, cho nên là cũng đang e dè trong cái việc là chúng tôi dành bao nhiêu chỉ tiêu cho cái nguồn xét tuyển này. Tuy nhiên thì các bạn học sinh cứ yên tâm, tuy là các cái chỉ tiêu công bố có thể các bạn chỉ nhìn thấy là một bạn hay là hai bạn, nhưng với không chỉ trường Đại học Công nghệ và với các trường khi xét tuyển, chúng tôi đầu tiên cũng đều quan tâm rất nhiều đến mặt chất lượng đầu vào, cũng như là trong cái phạm vi mà Bộ Giáo dục cho phép thì cái chỉ tiêu tuyển sinh cũng vẫn có thể linh hoạt để mà tuyển làm sao cho cái nguồn đáp ứng được vừa là cái đam mê học tập cũng như là cái chất lượng trong đầu vào tuyển sinh ở nhà trường. Vâng. Như vậy có thể hiểu là chúng ta sẽ không đặt ra một chỉ tiêu quá cứng nhắc, đúng không, cho từng phương pháp xét tuyển, mà quan trọng nhất là cái chất lượng đầu vào của từng phương thức chúng ta cảm thấy nó hài lòng, nó đạt được cái yêu cầu đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên là theo kinh nghiệm của thầy cũng như là cái tìm hiểu của thầy thì chắc là phần lớn chỉ tiêu thì vẫn sẽ dành cho cái kết quả thi trung học quốc gia, đúng không ạ? Và các bạn có thể yên tâm với cái định hướng này. Chúng ta không cần quá lo lắng là khi có nhiều phương xét tuyển thì cái cơ hội chúng ta bị thu hẹp. Thầy không nghĩ là như vậy. Quan trọng là chúng ta có một kết quả tốt trong kỳ thi thì chắc chắn là nhà trường sẽ rộng mở tiếp nhận các bạn thôi. Có một đặc điểm của Đại học Quốc gia là trước đây chúng ta đã từng xét tuyển bằng phương pháp kỳ thi đánh giá năng lực riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội, và gần đây thì chúng ta không tổ chức cái kỳ thi này nữa. Tuy nhiên là năm nay thì ngược lại, ở trong thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta thấy là Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh lại tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, và có thể thấy là cái sức hút của nó so với những năm trước ấy, cũng có phần là gia tăng. Thì ngoài những bạn học sinh mà đang học lớp 12 và đang quan tâm đến việc là xét tuyển vào Đại học Quốc gia năm nay, thì không biết là cô có thể chia sẻ thêm một chút về cái định hướng của nhà trường ấy trong cái việc là xét tuyển những năm tới không, để vì có thể là có những bạn học sinh lớp 10, 11 chúng ta cũng đang theo dõi cái chương trình tư vấn tuyển sinh này, có thể chúng ta sẽ có thêm những thông tin để chúng ta có sự định hướng trong việc học tập của mình trong những năm kế tiếp, đúng không ạ? Thì liệu trong những năm tới nhà trường có giữ ổn định các phát tuyển sinh này không, và liệu chúng ta có nghĩ đến việc là chúng ta sẽ tổ chức một kỳ thi riêng như bài thi đánh giá năng lực trước đây không? Thế thầy là trường Đại học Công nghệ cũng đặc biệt quan tâm đến cái kỳ thi tuyển sinh đại học xét tuyển đầu vào. Ngoài cái việc tạo cơ hội học tập như là tôi đã trao đổi, chúng ta còn mong muốn là các em ấy có cái năng lực học tập phù hợp với cái ngành nghề và cũng như là cái đam mê công việc sau này của các em nữa. Cho nên là nhà trường cũng có một cái lộ trình trong cái kế hoạch tuyển sinh trong các năm tới. Thì năm 2019 như là tôi đã trao đổi thì nó đã ổn định vào cái kết quả thi trung học phổ thông. Và trong những cái giai đoạn tới 2020 hay tiếp sau nữa thì nó cũng có nằm trong cái kế hoạch chung của Đại học Quốc gia cũng như trường Đại học Công nghệ cũng đang quan tâm rất nhiều đến việc là vẫn có thể là xét tuyển trên cái kết quả thi trung học phổ thông 2019. Ngoài ra thì có thể có thêm những cái bài thi gọi là bài thi đánh giá chuyên biệt để lựa chọn em vào các cái ngành mà chúng ta cần đòi hỏi những cái kỹ năng, những cái năng lực nó tạo ra sự khác biệt hơn nữa về cái chất lượng, cái kết quả đào tạo. Thì đấy đang là một cái bài toán, một cái kế hoạch mà hội đồng tuyển sinh của nhà trường cũng đang nghiên cứu để có thể sớm công bố đấy, đến vâng. Và hy vọng là chúng ta sẽ sớm có thông tin về những cái khác biệt trong các cái bài thi này trong những cái lần trao đổi tiếp theo, đúng không ạ? Thế còn ngoài cái ba phương pháp mà ba phương thức xét tuyển mà chúng ta vừa trao đổi ấy, thì trong cái
kế hoạch của Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia thì chúng ta có dành chỉ tiêu tuyển thẳng cho một số nhóm đối tượng đúng không ạ? Như là theo như tìm hiểu của tôi thì thấy là có tuyển thẳng các bạn được giải nhất nhì ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Thì cái này thì có lẽ là cái thông thông lệ chung ở nhiều trường khác rồi. Thế nhưng mà có một cái điểm cũng rất là riêng của Đại học Quốc gia, đó là còn chúng ta còn tuyển thẳng các cái đối tượng học sinh thuộc hệ thống trường chuyên, trường ngoài chuyên của Đại học Quốc gia, và có mở ngoặc là một số trường phổ thông chuyên khác. Thì xin cô có thể làm rõ hơn cái chi tiết này đúng không ạ? Về xét tuyển thẳng thì trường Đại học Công nghệ cũng rất là được các em, được học sinh giải quốc gia quốc tế gọi là ưu ái lựa chọn. Trong một thời gian vừa qua, liên tục các năm, năm nào nhà trường cũng có hơn 100 hồ sơ, khoảng 110 đến 120, rất là ổn định. Các bạn được giải thi quốc gia quốc tế vào theo học ở trường. Ngoài ra thì trong cái cơ chế tuyển sinh xét tuyển thẳng đặc thù trong Đại học Quốc gia thì chúng tôi có được quyền là xét tuyển thẳng các bạn từ khối trường chuyên. Mấy năm trước thì trường Đại học Công nghệ chỉ mới xét nội bộ các trường chuyên trung học phổ thông trong Đại học Quốc gia, như là chuyên khoa học tự nhiên, chuyên ngữ, nhưng mà vì là cái ngành nghề nó cũng còn phải phù hợp nữa nên là nguồn đa phần là vào xét tuyển theo khối trường chuyên là chỉ có chuyên khoa học tự nhiên thôi. Và mỗi năm thì chúng tôi có khoảng 40 cái hồ sơ các bạn là được trúng tuyển xét tuyển thẳng theo khối cái trường chuyên. Tuy nhiên là với các cái kết quả chất lượng của các bạn khi mà tham gia học ở tại trường cũng như là cái sự cố gắng nỗ lực đào tạo của nhà trường thì năm nay nhà trường cũng rất là tin cậy vào cái nguồn xét tuyển thẳng từ các em học các trường chuyên, thì có mở rộng thêm cái đối tượng chuyển là các trường chuyên của các tỉnh trong cả nước. Như là ví dụ như chúng tôi có trường tuyển là trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định, trường chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương, rồi có một số các cái trường chuyên ở trong Vinh, một trường chuyên ở Hà Nam, ở Ninh Bình. Thì cũng đã đều là trong cái nhóm các cái trường mà nhà trường có làm việc và trao đổi cụ thể về cái mong muốn xét tuyển cái nguồn và cái đối tượng các em như thế nào. Bởi vì là cũng có một cái này để các bạn cũng chia sẻ với nhà trường, khi xét tuyển từ cái nguồn mà trường chuyên ấy thì có một cái yêu cầu là các bạn 3 năm 10, 11, 12 đều là có một cái học lực giỏi, có hạnh kiểm khá trở lên. Ngoài ra thì các bạn có điểm tối thiểu là từ 28 điểm trở lên trong cái tổ hợp 4 cái môn mà các bạn thi tốt nghiệp. Như vậy là con số cũng khá cao đúng không ạ? Vâng ạ. Tức là cái điểm trung bình của các bạn ấy ạ, điểm tổng kết trung bình của năm lớp 12 thôi đúng không? Hay là 11, 10, 11, 12 thì các bạn đều là học lực giỏi. Ngoài ra thì cái điểm mà các bạn ấy tham gia cái kỳ thi trung học phổ thông ấy phải đạt từ 28 điểm trở lên. Chứ không phải là cứ trường chuyên là Rồi ạ. Tức là 28 điểm ở đây là cái điểm mà tổng các môn thi tốt xét tốt nghiệp mà trung học phổ thông quốc gia của các em nhá. Như vậy chúng ta sẽ có 4 bài thi đúng không ạ? 4 bài thi. Như vậy là con số 28 điểm 4 bài thi cũng không hề nhỏ. Không hề thấp. Thực ra thì theo tìm hiểu của tôi thì điểm chuẩn của Đại học Công nghệ kể cả trước khi chúng ta có bài thi đánh giá năng lực cũng như là sau khi chúng ta dừng xét tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực thì điểm chuẩn của Đại học Công nghệ cũng luôn luôn nằm trong top các trường cao nhất về đào tạo khoa học và kỹ thuật công nghệ đúng không ạ? Như vậy là đối với các trường chuyên thì ngoài khối chuyên của Đại học Quốc gia bao gồm trường chuyên khoa học tự nhiên và chuyên ngữ thì một số các trường chuyên khác của một số địa phương, các trường chuyên cấp tỉnh cũng có các bạn học sinh mà đáp ứng các yêu cầu mà trường đặt ra thì cũng có thể nộp hồ sơ để xét tuyển thẳng vào trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia. Đây là một thông tin mà các bạn cần phải lưu ý. Tuy nhiên là chắc là nhà trường sẽ phải có một cái danh sách các trường chuyên được công nhận tuyển thẳng hay chúng ta không giới hạn ạ? Không ạ. Với các trường chuyên thì nhà trường có một danh sách hơn 30 trường chuyên. Hiện nay chúng tôi đã công bố niêm yết trên trang web tuyển sinh của nhà trường cũng như là website của nhà trường. Thì nếu các bạn quan tâm yêu quý trường Đại học Công nghệ thì có thể là vào đấy xem cái thông tin chi tiết đăng ký xét tuyển thẳng của nhà trường. Nhìn chung thì đối với các cái ngành học có thể nói là hot một chút của Đại học Quốc gia thì các bạn học sinh ở các khối chuyên cũng như là các bạn học sinh mà có thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh ở quốc gia, kỳ thi học kỹ thuật cấp quốc gia thì thường là khá là yêu mến. Đây là cái trải nghiệm từ nhiều năm tôi theo dõi, vì chúng ta có bên trường Đại học Quốc gia thì có cái khối chuyên khoa tự nhiên, cũng là khối chuyên ngữ thì khá là có thế mạnh trong các cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Cái danh tiếng của các thầy cô giáo thuộc khối chuyên cũng được rất là nhiều bạn học sinh chuyên trên cả nước biết tới. Thành ra là đúng như là cô vừa chia sẻ thì mỗi một năm chúng ta có đến hơn 100 hồ sơ đúng không ạ? Những bạn được giải thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia nộp về, cũng như là các cái học sinh ở các trường chuyên
tuyển thẳng. Thì đây là những thông tin mà các bạn nên tham khảo. Một chi tiết nữa mà tôi muốn cô có thể làm rõ hơn được không ạ? Tức là vừa rồi chúng ta có nhắc đến việc là những bạn học sinh mà có chứng chỉ IELTS đúng không ạ? Thì có thể được quy đổi thành điểm thi tiếng Anh thay thế cho bài thi trung học quốc gia, đúng không ạ? Thế thì theo như tìm hiểu của tôi thì có khá nhiều trường đại học là thậm chí là có thể tuyển thẳng sinh viên với chứng chỉ duy nhất là điểm số IELTS thôi. Tất nhiên là đặc thù của từng trường khác nhau, nhất là trường của chúng ta là một trường đào tạo về khoa học kỹ thuật công nghệ thì có thể là sẽ có thêm những cái đòi hỏi khác nữa, đúng không ạ? Thì không biết là về cái việc là sử dụng cái chứng chỉ IELTS chúng ta có tuyển thẳng không hay là chỉ quy đổi điểm tiếng Anh, và nếu quy đổi điểm tiếng Anh thì với từng mức điểm IELTS cụ thể thì cái điểm tiếng Anh quy đổi tương ứng sẽ là như thế nào ạ? Cảm ơn thầy Ngọc. Thì là trường Đại học Công nghệ là trường khoa học kỹ thuật, cho nên là cái mong muốn năng lực thì có thể vào học tập tốt cái ngành trong trường thì nó không chỉ là tiếng Anh không, nên là trong cái phương án xét tuyển của nhà trường thì cũng không thể tuyển thẳng được với các bạn mà chỉ có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Thì là tuy nhiên thì cái việc mà học tiếng Anh tốt là một cái điều kiện rất rất quan trọng đối với sinh viên học kỹ thuật. Thống kê của nhà trường cũng cho thấy là các bạn mà học tiếng Anh tốt thì rất là lợi thế và có kết quả học tập cao trong quá trình học tập của nhà trường. Nên là khi mà xét tuyển vào nhà trường thì nhà trường cũng có một cái quy đổi đối với bảng quy đổi đối với các bạn mà đã có điểm chứng chỉ quốc tế. Ví dụ như là với thang điểm IELTS thì chúng tôi xét từ 5.5 trở lên thì sẽ được xét tương đương với 8.5 điểm để xét trong cái tổ hợp môn xét tuyển. Và cứ cái bậc thang như thế, khi các em được 6.0 thì các em xét tương đương với 9 điểm, 6.5 thì là 9.25, và từ 6.5 trở đi thì cứ thay đổi 0.25 điểm cho đến các bạn được từ 8 thì đã đạt điểm tuyệt đối 10 để xét tiếng Anh vào trường rồi. Tôi nghĩ là với một cái điểm chuyển đổi như thế thì là một cái lợi thế rất lớn cho các bạn học tiếng Anh. Nhưng mà 8 điểm IELTS nó rất khó đấy. Có lẽ là khó hơn điểm 10 của bài thi tiếng Anh trung học phổ thông quốc gia đấy ạ. Nhưng mà như vậy thì cái điểm quy đổi này sẽ chỉ có ý nghĩa đối với những bạn mà xét tuyển bằng khối thi có môn tiếng Anh thôi đúng không ạ? Khối A1 thôi đúng không ạ? Còn khối A thì các bạn lại các bạn sẽ có thể coi như đó là một lợi thế của mình trong quá trình học tập thôi đúng không ạ? Bởi vì là đối với các trường mà khoa học kỹ thuật thì cái việc mà chúng ta phải cập nhật các cái tài liệu, các cái giáo trình đào tạo nước ngoài thì rất là quan trọng đúng không ạ? Trong việc là nâng cao cái kiến thức của các bạn. Một trong những đặc điểm của chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia mà em cũng muốn cô làm rõ thêm đó là cái việc mà phân ngành. Bởi vì là ở đây trong cái cơ cấu xét tuyển của chúng ta thì chúng ta xét tuyển theo nhóm ngành, và trong nhóm ngành thì lại chia nhỏ ra thành các ngành đúng không ạ? Thế thì cái việc phân ngành này sẽ thực hiện khi nào ạ? Ngay khi mà thí sinh nhập học hay là sau khi các em đã học xong ở trong trường 1 kỳ 2 kỳ rồi chúng ta mới phân ngành? Cảm ơn thầy Ngọc. Đây cũng là một cái mối mà quan tâm cũng như là có một cái sự lo lắng của nhà trường trong mỗi cái kỳ tuyển sinh. Mong muốn của các thầy cô cũng như là của nhà trường, tôi nghĩ là không chỉ của Đại học Công nghệ đâu, mà của các thầy cô rất lo lắng cho các cái trò của mình là chưa tường minh rõ về các cái ngành nghề trong một cái lĩnh vực, nghe nó cứ na ná giống nhau nhưng bản thân nó là gì để hợp với cái sở thích của mình thì dường như các em chưa được tiếp cận nhiều cái thông tin đó. Thì cũng trên cái tinh thần như thế thì hội đồng tuyển sinh cũng các năm cân nhắc nhiều lắm, thì nhà trường vẫn có kiên định với một cái mong muốn là khi tuyển vào trường với các cái ngành rất là gần nhau thuộc một lĩnh vực thì chúng tôi tổ hợp nó thành một nhóm. Cho nên nếu nhìn vào cái thông tin tuyển sinh của nhà trường thì sẽ thấy là chúng tôi tuyển sinh 15 ngành, tổ hợp thành 11 nhóm để mà xét tuyển. Trong đó thì có thể thấy là cái nhóm công nghệ thông tin ấy là cái nhóm mà có nhiều ngành ở bên trong. Cũng không phải là vì chúng tôi sợ là lấy ngành cao gồng gánh ngành thấp khi mà tuyển sinh đầu vào. Thực sự là nhiều năm tuyển sinh đã cho thấy là cái điểm chuẩn cũng như là cái thích mong muốn học tập của các em vào các ngành này là rất là tốt. Nhưng mà rõ là gì thì cũng tránh giúp cho nhà trường không bị cái cảnh là khi vào học rồi với xong rồi xin đổi ngành. Thì nhà trường hiện nay là vẫn duy trì là xét tuyển theo nhóm ngành. Và khi vào trường rồi thì các em ấy được học khoảng trong thời gian khoảng một kỳ. Thì trong cái một học kỳ đấy thì nhà trường có một số các cái hoạt động để cho các em ấy tìm hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi ngoài cái việc giáo viên ở các bộ môn ở trường đến làm việc nói chuyện với các em ấy để hiểu ngành nghề, thì có đưa cho các em tới các doanh nghiệp
để có thể trải nghiệm hỏi chính các anh chị là cựu sinh viên trong trường ạ, làm công việc đấy như thế nào, lương rồi, cũng như là em thích đam mê về công nghệ thông tin nhưng em chỉ thích làm về mạng, hay có em chỉ thích về các cái gói dữ liệu lớn big data hay gì đó, thì các em ấy tìm hiểu xong, sau đó thì với cái tư vấn của đội ngũ cố vấn học tập thì các em ấy sẽ quyết định là lựa chọn như thế nào để nhà trường xét phân ngành. Về cơ bản thì như năm 18, năm 17 vừa qua ấy, thì phần lớn là chúng tôi sẽ phân cho các em ấy vào cái ngành mà các em ấy đam mê. Tuy nhiên thì nếu có cái sự lệch chênh lệch quá lớn giữa cái việc là dồn hết vào một ngành học, đúng, thì nhà trường lúc đấy sẽ xem xét đến điểm đầu vào của các em ấy cũng như là điểm học tập một kỳ tại cái thời điểm của nhà trường xét để mà phân ngành cho các em đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi thấy cũng tương đối là an tâm trong cái việc là các bạn ấy vẫn được thỏa mãn cái ngành nghề học tập, vì là cái xu hướng chung thì nhà trường sẽ dành tối đa cái việc là cho các em học cái mà các em muốn, cái mà các em đam mê, nên vì nó rất gần nhau trong lĩnh vực để cung cấp cái đầu ra cho thị trường lao động, nên là rất là cảm ơn chia sẻ của cô. Như vậy là cái việc mà phân các ngành cụ thể trong một nhóm ngành của Đại học Quốc gia, Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia, là chúng sẽ tiến hành sau cái học kỳ thứ nhất của sinh viên, đúng không ạ? Và trong cái học kỳ đó thì các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội được trải nghiệm, được tìm hiểu, để hiểu rõ hơn về cái ngành nghề, từng ngành nghề cụ thể, để chúng ta có thể có được cái lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất. Tất nhiên là công tác tư vấn của nhà trường chắc là cũng khá là vất vả, vì đôi khi có những ngành mà sẽ thu hút quá nhiều sự quan tâm của thí sinh, đúng không ạ? Như vậy thì sẽ vẫn có những cái điều kiện đặt ra về điểm học tập trong học kỳ 1 cũng như là điểm đầu vào, đúng không ạ? Vâng, như vậy điểm đầu vào cũng có ý nghĩa trong việc là phân ngành nhé các em. Đây là điểm mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Nhưng tuy nhiên là thầy có quan sát cái cách phân chia nhóm ngành của Đại học Công nghệ thì thấy là cũng rất là hợp lý và khoa học rồi. Tức là trong cùng một nhóm ngành thì thực ra các ngành nó cũng khá là gần nhau thôi. Cho nên là chúng ta cũng không cần phải băn khoăn hay lo lắng quá về cái việc là chúng ta sợ là không vào được cái chuyên ngành mà mình thực sự mong muốn, vì thực ra nó cũng rất là gần nhau. Trong số các ngành trong tuyển sinh của trường năm 2019 thì ở đây có đánh dấu một số cái nhóm ngành mà có thể nói là mới, đúng không ạ? Chúng ta mới, và có lẽ là điều này cũng rất là cần thiết thôi để đáp ứng cho cái nhu cầu của thị trường lao động, đúng không ạ? Thì cô có thể phân tích thêm về một số cái ngành mới mà Đại học Công nghệ xét tuyển có thể năm nay hoặc là những năm gần đây không ạ? Cảm ơn thầy. Thì là năm 2019 này, trường Đại học Công nghệ có đưa vào tuyển sinh hai cái ngành mới, đó là ngành công nghệ nông nghiệp. Có thể là mới đối với trường Đại học Công nghệ, nhưng mà do với cái xu hướng bây giờ thì có lẽ là cái từ công nông nghiệp số chúng ta nghe nó cũng không còn gì là xa lạ nữa. Đúng ạ. Thì hiện nay với cái vai trò chức năng cũng như là cái sứ mệnh của mình về mặt công nghệ, kỹ thuật, khoa học ứng dụng vào trong các cái mảng đời sống của nhà trường, thì là năm 2019 nhà trường có mở rộng đào tạo thêm ngành công nghệ nông nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thêm một cái ngành là về ngành kỹ thuật điều khiển. Tuy nhiên thì trong 2-3 năm gần đây thì trường Đại học Công nghệ đều có đầu tư mở rộng thêm các cái lĩnh vực đào tạo. Ví như các bạn thấy là năm 2018 thì chúng tôi cũng đã có mở rộng đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật robot cũng như là ngành công nghệ hàng không vũ trụ. Thì với mỗi một cái ngành học này thì có thể là nói một cái điểm chung, đó là chúng tôi đều tập trung về cái việc là đào tạo liên ngành. Với mỗi một ngành mới mở ra, nó không thuần túy là một cái lĩnh vực như trước đây nữa, mà là những cái ngành gần nhau, liên ngành với nhau, bổ trợ để tạo ra một cái sản phẩm tương đối trọn vẹn mà bây giờ cái xu hướng đòi hỏi của con người nó phải đạt ở cái mức gọi là cao hơn, thì các cái sản phẩm ấy nó cũng phải được tiên tiến hiện đại và nó liền mạch, liên thông với nhau hơn. Thì đây là những cái ngành học mà để tạo ra được cái điểm khác biệt đấy. Ở đây có những ngành mà nghe rất hấp dẫn như là ngành kỹ thuật robot, đúng không ạ? Rồi là ngành công nghệ hàng không và vũ trụ, đều là những lĩnh vực công nghệ có thể nói là kỹ thuật cao và có thể là rất là hấp dẫn đối với nhiều bạn. Khi là học sinh thì chúng ta thường là cũng có những cái ham thích tìm hiểu về những lĩnh vực đó, nhưng mà có thể là chúng ta nghĩ rằng là cái cơ hội của chúng ta đối với những ngành đó là không nhiều. Tuy nhiên là hiện tại thì Đại học Công nghệ Đại Quốc gia đã đưa vào chương trình đào tạo, và các chương trình đào tạo này chắc chắn là khi mà chúng ta mới xây dựng thì nó sẽ có những cái điểm rất là tiên tiến, hiện đại và gắn với cả cái nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Rõ ràng là trong năm qua thì đất nước chúng ta cũng có rất là nhiều sự thay đổi phát triển, đúng không? Kể cả trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp. Vừa rồi thì cô cũng có nhóm nói đến một ngành rất là hay, đó là ngành nông nghiệp, đúng không? Công nghệ nông nghiệp. Vâng, ở đây thầy muốn nói thêm một chút về ngành công nghệ nông nghiệp, vì đã qua tư vấn tuyển sinh cùng với nhiều trường đại học khác ấy, thì
thầy nhận thấy rằng là cái quan niệm của chúng ta về những ngành mà liên quan nông nghiệp nó có phần là bị cũ kỹ, đặc biệt là đối với những bạn học sinh mà ở những tỉnh xa. Khi mà thầy đi tiếp xúc về tư vấn tuyển sinh với nhiều phụ huynh ấy, thì thấy có những bác nói rằng là cả đời tôi đã làm nông dân rồi, tôi không muốn con tôi để làm nông dân nữa. Nhưng mà cái quan niệm đó thì có lẽ là không còn đúng nữa, bởi vì hiện nay người ta nói rất là nhiều đến nông nghiệp số, rồi là nông nghiệp công nghệ cao. Thực ra là khi chúng ta đã là chuyên gia hoặc cán bộ kỹ thuật mà chúng ta thực hiện các cái công việc liên quan đến nông nghiệp ở một cái trình độ kỹ thuật cao như vậy thì sẽ không còn cảnh chân lấm tay bùn này dầm mưa dãi nắng như ngày xưa, đúng không ạ? Và thực ra khi mà Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia tuyển sinh cái nhóm ngành này ấy, thì có một chi tiết mà thầy thấy rất là thú vị là hình như là trường sẽ tuyển sinh cả tổ hợp khối B cho ngành này, đúng không ạ? Khối B ạ, khối B toán hóa sinh. Thì đây là một chi tiết mà thầy nghĩ là cũng rất là đáng để quan tâm, bởi vì từ xưa đến nay thì khối B toán hóa sinh là một trong những khối thi mà nó có phần là đóng kín, và rất nhiều bạn khi thi khối B thì chúng ta chỉ nghĩ đến các cái trường Y, và chúng ta cứ nghĩ rằng là nếu mà chúng ta trượt Y thì coi như là cánh cửa đóng sập hết cả vào, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên là với cái ngành công nghệ nông nghiệp mà trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia đưa vào thì chúng ta rõ ràng có thêm một lựa chọn rất là tốt, tôi cho là lựa chọn rất tốt để cho những bạn là thi khối B, chúng ta sẽ có thêm một cái phương án dự phòng trong trường hợp mà chúng ta không có được cái kết quả như mong muốn vào các trường Y. Bên cạnh những cái trường hợp khác như thầy đã từng đã phân tích trong các chương trình tư vấn trước đây rồi, đó là khối B của chúng ta có thể lựa chọn cả vào trường Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như là thậm chí là một số ngành, nếu thầy nhớ không nhầm là bên Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có tuyển sinh cả khối B. Ở đây có lẽ là mình sẽ nói thêm một chút về các cái tổ hợp khối thi của Đại học Công nghệ đi ạ. Vâng, em có quan sát đây thì thấy rằng là các cái tổ hợp khối thi của Đại học Công nghệ thì cũng không phải là quá nhiều. Có lẽ là do đặc thù của kỹ thuật nó cũng có những cái đòi hỏi rất là riêng, đúng không ạ? Cho nên là thường thì chắc chắn là có môn toán là được một ưu tiên rất là cao rồi. Ngoài ra thì ở đây có các khối thi là khối A, khối A01, D07. A01, D07, đúng không ạ? Vâng. Tức là chúng ta có khối toán lý hóa này, khối toán A00, A01 ạ. Đây chắc là của năm trước. Tức là năm trước chúng ta đã tuyển sinh ở khối D07, nhưng nay chúng ta đã dừng không triển khai nữa, đúng không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta thấy là toán và lý là ưu tiên, đúng không ạ? Có khối A00 và khối A01, toán lý hóa và toán lý Anh ở hầu hết các ngành nhá. Thì đấy là thông tin các bạn lưu ý. Còn đặc biệt là ngành công nghệ nông nghiệp thì có tuyển sinh trong cả khối B. Thầy sẽ nhắc lại các bạn thông tin như vậy. Rồi ạ, bây giờ thì em muốn trao đổi thêm với cô một chút là trong số các ngành học của trường Đại học Công nghệ thì vừa rồi cô có giới thiệu một số ngành mới mà chắc chắn là chương trình đào tạo thì được mới được xây dựng thì nó sẽ có những cái điểm khá là ưu việt so với chương trình đào tạo trước đây. Như cô có chia sẻ là sự kết nối liên thông với các ngành chương trình đào tạo, đúng không ạ? Liên ngành, đúng không? Đào tạo có tính chất liên ngành và sẽ gắn với các cái yêu cầu làm việc thực tiễn. Thế nhưng mà những ngành mới thì thường là điểm chuẩn nó sẽ không cao. Em có cảm giác là như vậy, đúng không ạ? Thế thì trong những cái ngành cũ đi ạ, trong số những cái ngành mà có tính chất là truyền thống đào tạo ở nhà trường rồi, thì cô có thể phân tích một vài cái nhóm ngành mà có thể nói là nổi bật này, được nhiều bạn thí sinh quan tâm và có mức điểm chuẩn cao trong các năm vừa rồi, đúng không ạ? Có lẽ là mình thấy là mỗi thí sinh khi đi thi là cũng quan tâm nhiều đến cái điểm chuẩn để xem là cái sức học của mình như thế nào. Nên là với trường Đại học Công nghệ thì phân ra tương đối rõ của hai mức, là cái nhóm các ngành thuộc cái lĩnh vực công nghệ thông tin thì thường là những năm ổn định ở mức cao. Ví dụ như là năm 2018 vừa rồi thì là điểm chuẩn là 23,75 cho cái nhóm đó. Thế còn với các nhóm ngành còn lại thì dao động trên dưới 20 điểm. Thì đấy là nó phân rất là rõ. Tuy nhiên thì là với cái cách phương thức xét tuyển như là từ năm 18-19 đến của Bộ Giáo dục thì mình lại thấy rằng là đó là một cái sự gọi là rất là ưu ái về mặt cho thí sinh. Các em được ghi thoải mái các nguyện vọng. Chúng tôi vẫn nói đùa là bây giờ là trượt là khó hơn đỗ. Theo nghĩa là các em cứ được ghi rất là nhiều các cái nguyện vọng của mình. Tuy nhiên thì mình cũng mong muốn là các bạn hãy lắng nghe xem là mình đam mê cái gì, thích cái gì, vì khi cơ hội chúng ta nhiều thì chúng ta lại nên có một cái trách nhiệm là làm sao chúng ta học và không lãng phí cả về mặt thời gian cũng như là cái sự mà chúng ta phải lựa chọn lại, thì nó cũng rất là
một cái gì đó nó mang tính gọi là bây giờ nhịp sờ thở nó tốc độ nhanh mà các bạn lại lãng phí 1-2 năm để chọn lại thì cũng không phải là cái mà một cái nhà trường mong muốn đâu. Nên là với cái cách xét tuyển như bây giờ các bạn được ghi rất là nhiều nguyện vọng, nhà cách xét thì các trường cũng xét từ nguyện vọng số 1 đến nguyện vọng thứ 2. Các bạn đạt được cái điểm chuẩn ở cái mức nào thì các bạn sẽ được mình đùa gọi là thu quân và đơn vị đã học rồi. Cho nên là không quá lo lắng về cái vấn đề điểm chuẩn mà hãy nghiên cứu xem là mình thích nhất cái ngành, cái lĩnh vực nào, cũng như là cái mục tiêu, cái cách học tập của mình phù hợp với cái đơn vị đào tạo nào mà mình mong muốn thì hãy lựa chọn. Thì cái đấy cũng là một cái điều mình rất là nghĩ là các bạn thí sinh nên lắng nghe bản thân và lựa chọn thật là chính xác. Vâng, rất cảm ơn chia sẻ của cô. Thực ra thì đối với Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia thì có một điểm mà em rất ấn tượng ấy là những năm trước đây khi mà chúng ta còn xét tuyển bằng cái điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia, thế sau đó thì chúng ta lại không lấy cái điểm, chúng ta dừng cái chương trình thi bài thi đánh giá năng lực và chúng ta quay trở lại với điểm thi Trung học Quốc gia ấy. Thì những cái năm đầu tiên như vậy thì có rất nhiều bạn thí sinh, rất nhiều bạn học sinh là gửi những cái câu hỏi rất là trăn trở là các bạn sẽ không biết là điểm chuẩn của nhà trường sẽ biến động như thế nào sau khi mà dừng cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Tức là các bạn ấy không có đúng một cái căn cứ để so sánh. Thông thường thì thí sinh khi mà đánh giá cái mức điểm chuẩn của các trường, bởi vì thực ra là đúng là các bạn được ghi rất nhiều nguyện vọng nhưng các bạn cũng sẽ phải cân nhắc điểm chuẩn của từng trường, thì các bạn ấy sẽ thường là lấy cái điểm chuẩn của cái trường đó, ngành đó những năm liền trước để bạn so sánh. Thế thì khi mà Đại học Quốc gia tổ chức cái bài thi đánh giá năng lực thì nó có một vài năm là bị gián đoạn, tức là chúng ta sẽ không có một cái mặt bằng điểm theo các tổ hợp truyền thống để mà các bạn ấy so sánh. Thành ra là thí sinh thì rất là bối rối trong cái việc đó. Và đã có những năm trong quá trình tư vấn tuyển sinh là cũng có những người đưa ra cái nhận định là nếu mà như vậy thì có thể là điểm chuẩn của các trường thành viên của Đại học Quốc gia có thể sẽ bị ảnh hưởng theo hướng là bị thấp, vì thí sinh bị hoang mang mà không dám nộp hồ sơ vào. Nhưng thực sự là có một điều rất ấn tượng là sau đó thì qua quan sát của em thì thấy là điểm chuẩn của Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia nhìn chung là rất ổn định. Nếu mà xét tương quan với các trường khác thì thực sự là trường rất ổn định và luôn luôn là ở trong cái mức điểm khá là cao. Vừa rồi cô có nhắc đến ngành công nghệ thông tin năm 2018 chúng ta lấy cái mức điểm là 23,75, nhưng mà trong một cái bối cảnh là mặt bằng điểm chuẩn chung của các trường trong năm đó thì đều rất là thấp, đúng không ạ? Còn năm trước đó nếu em không nhầm thì khối nhóm ngành công nghệ thông tin là khoảng 26 điểm. Vâng, đấy, như vậy là đều là mức điểm rất là cao. Thế thì thực ra ngành công nghệ thông tin đây là một cái ngành mà rất là hot, có thể nói là như vậy. Đối với các bạn mà yêu thích kỹ thuật, nhất là con trai thì các bạn thường rất là quan tâm đến ngành công nghệ thông tin, và thực tế là chúng ta cũng có khá là nhiều trường đào tạo về công nghệ thông tin. Thì không biết là công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ thì có cái điểm gì là nổi bật hay là khác biệt so với các trường khác, cả về chương trình đào tạo cũng như là cái đầu ra của trường đó. Nãy là nói về cái khác biệt thì trong cái đào tạo thì mình nghĩ là các cái môn học từ nền tảng cơ bản để tạo nên một cái con người làm ngành nghề mà chúng ta cứ nói là dân IT ấy, thì các trường thì đều sẽ không khác nhau nhiều với việc là công bố các môn học các em sẽ được học là gì, từ cơ sở rồi ngành rồi cho đến chuyên ngành. Tuy nhiên nó lại khác, theo mình nghĩ thì nó lại khác ở cái tôn chỉ đào tạo cũng như là cái nguyên tắc trong cái việc đào tạo. Trường Đại học Công nghệ thì chúng tôi vẫn nói rằng là ra trường ấy, bây giờ là không có thiếu việc, đặc biệt với dân kỹ thuật. Nhưng mà làm sao để họ tìm đến mình là trong cái nhóm thiếu mà người ta kia tìm kiếm thì lại là khác. Thì có lẽ nói đến cái sự khác biệt ở trong các cái chương trình đào tạo của trường, nhà trường thì ngoài cái tính là hiện đại cập nhật, vì chúng tôi là cứ định kỳ là 2 năm chúng tôi sẽ cập nhật cái chương trình đào tạo một lần, và cái phần cập nhật đấy nó sẽ nằm ở khối các cái nhóm môn mình cứ nói nôm na gọi là chuyên ngành, để cho các bạn ấy khi ra trường, khi làm việc chúng ta có được ngoài cái nền tảng tự học, tự thích nghi thì các bạn ấy cũng không quá cảm thấy xa lạ hoặc là bị ngợp trước cái công nghệ mới mà nó liên tục phát triển. Thì mình nghĩ đấy là cái nguyên tắc chung của các cái ngành nghề mà đang là cái với cái tốc độ phát triển như chúng ta nói hiện nay. Thế còn trong cái nhóm công nghệ thông tin ấy, thì trường Đại học Công nghệ đặt ra một cái mục tiêu rất rõ ràng trong cái việc đào tạo sinh viên. Ví dụ như chúng tôi nói rằng là một dân IT thì nếu mà chỉ nói biết đến lập trình thì nó lại là cái gì đó rất là cơ bản mà ai ai người người các bạn ấy trong trường phải biết. Nên là cũng đặt ra ngay mục tiêu là trong năm thứ nhất nhà trường đặt ra là các bạn ấy buộc phải học để mình trở thành một cái người mà lập trình tốt.
Sau đó thì có một cái đợt gọi là sàng lọc, nếu các bạn nào chưa đạt được cái ngưỡng mà chúng tôi mong muốn ở cái đầu ra, có thể điểm môn học chúng tôi chỉ cần 5, nhưng mà để ra một cái kỹ năng mà làm việc tốt, chúng tôi khuyến cáo các bạn cần phải học đến điểm 7 trở lên, thì lúc đấy chúng ta mới tạo được cái sự khác biệt về chất lượng ra bên ngoài. Và khi đó các bạn không đạt được cái đó thì lại có khuyến cáo tổ chức các cái lớp học và các cái, như nói như bây giờ là đảo ngược, nghĩa là cho các bạn nhìn thấy cái kết quả theo cái kiểu học lập trình của những cái người dân không chuyên, là gấp thả nhìn thấy ngay cái sản phẩm để các bạn yêu thích, sau đó các bạn ấy hiểu là tại làm sao biết được nó, hiểu được bản chất của nó thì sẽ quay lại học ngược lại các cái môn học về từ thuật toán, từ các cái ngôn ngữ căn bản ban đầu. Cũng tương tự như thế về cơ sở dữ liệu, cũng như là về an toàn, an ninh mạng, cũng như là các cái xu hướng bây giờ như mình nói là điện toán đám mây hay trí tuệ nhân tạo, thì cũng với cái quan điểm mà đào tạo ra được một cái chất lượng, tạo ra được cái sự khác biệt, để mong làm sao mà sau này các cái doanh nghiệp chỉ cần nghe thấy các em tốt nghiệp từ trường công nghệ thì đã có thể yên tâm phần nào về cái việc là năng lực làm việc. Thì chúng tôi đều có tạo ra rất rõ các cái ngưỡng trong từng môn học, tức là ở cái ngưỡng nào là các bạn đạt điểm trung bình thì tự biết là mình ở cái ngưỡng nào. Nếu em ra trường muốn làm việc ở một cái phân khúc để mong được mức lương cao hơn, để cho các em thấy rất rõ, tiếp cận với doanh nghiệp, tiếp cận với các anh chị đã tốt nghiệp để thấy là như vậy thì dừng ở cái điểm này, chưa thể đạt được đâu, các em phải học cao nữa. Thì là đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ là trong quá trình tổ chức đào tạo chúng tôi hướng các bạn đến, bên cạnh những cái môn học, những cái phòng thực hành, cũng như là những cái phương tiện học tập, điều kiện cơ sở vật chất hiện đại cập nhật, để cho các bạn ấy có thể không khác, không lệch so với cái trên tiên các trường đại học tiên tiến trên thế giới đào tạo cái hôm nay. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái việc gọi là tổ chức đào tạo sao cho các bạn có thể có được một cái năng lực tốt. Vâng, trong cái chia sẻ vừa rồi của cô thì có nhắc đến cái việc là đánh giá các doanh nghiệp đối với cả sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học công nghệ. Thì ở đây thì cái đánh giá đó thì có lẽ để chúng ta tìm hiểu các cái thông tin từ bên ngoài thì sẽ khách quan hơn, đúng không? Nhưng mà ở đây thì em muốn hỏi thêm một cái vấn đề, đó là các ngành đào tạo của Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia nhìn chung thì đều là những cái ngành công nghệ, ngành kỹ thuật, và có lẽ là cái công việc của sinh viên sau khi ra trường nó sẽ gắn rất là chặt chẽ với các cái đơn vị doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất. Thì không biết là trong cái chương trình đào tạo của nhà trường, cũng như là trong cái việc là giải quyết công đầu ra cho sinh viên ấy, thì có cái sự liên kết nào, có hoạt động liên kết nào giữa nhà trường với các doanh nghiệp không? Đây có lẽ là một cái xu hướng ở gần đây, các trường đại học đều đào tạo rất gắn chặt với lại doanh nghiệp, và trường đại học công nghệ đặc biệt đã quan tâm đến cái vấn đề này từ rất là lâu. Có lẽ là có thể nhìn lại thì sẽ thấy là một trong những trường đại học đầu tiên tiên phong trong cái việc xây dựng các chương trình đào tạo mà theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, cũng như là kết hợp với doanh nghiệp để đào tạo. Như trước đây chúng tôi có cái ngành công cơ điện tử, đã làm từ năm 2000 thì đã kết hợp với đoàn công nghệ IMI, như là, và đến gần đây nhất là chúng tôi vừa mới mở là ngành công nghệ hàng không vũ trụ. Tôi cũng liên kết với Viện Hàng không Vũ trụ của Viettel để khi các em học thì các em được trải nghiệm thực tế. Ngoài ra thì trong cái liên kết doanh nghiệp ấy, thì chúng ta lại còn được cơ hội cho các em ấy tiếp cận không chỉ cái doanh nghiệp mà có hợp tác với nhà trường, mà cũng thông qua đấy thì các cái doanh nghiệp khác cũng sẽ có cái nguồn để họ vào họ tuyển cái đầu ra. Thì như lúc đầu tôi đã trao đổi là thực sự cái nguồn nhân lực về khoa học kỹ thuật giờ rất khan hiếm, đặc biệt là cái nhóm về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ điện tử, như chúng ta thấy là một cái xu hướng tất cả các cái ngành nghề lĩnh vực trong đời sống thì đều cần những con người kỹ thuật để mang cái ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong từng cái lĩnh vực khác nhau đấy. Cho nên là cái việc mà các doanh nghiệp vào phối hợp với nhà trường nó không còn là vấn đề khó khăn nữa. Cách đây khoảng 5 năm thì thường là chúng tôi lại phải gọi điện đến các doanh nghiệp, thì lúc đó nó cái xu hướng nó chưa nhiều. Một số các doanh nghiệp lớn thì có hợp tác ký kết bền vững, một số doanh nghiệp khác thì lúc đầu là nhà trường hỏi là chúng tôi có sinh viên đầu ra như thế này thì đến để trao đổi cho các bạn ấy biết. Nhưng mà khoảng 5 năm quay trở lại đây thì hầu như là chúng tôi lại được các doanh nghiệp quan tâm quay lại nói đầu tư từ cái điều kiện cho các bạn học tập. Mình cứ nói nôm na đùa là bây giờ sinh viên sướng là được trải thảm mời ngay từ lúc học, vì là họ quan tâm chăm sóc ngay từ việc nhận thực tập. Thì đấy là tôi nghĩ là nó cũng là một cái lợi bây giờ cho các bạn học. Tuy nhiên là để đạt được cái yêu cầu của doanh nghiệp tùy theo cái năng lực học tập của mỗi bạn, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta ở cái thời điểm, cái tuổi này
và là cái tuổi tích lũy kiến thức để ra làm thì chúng ta đều cố gắng hết sức. Thì trường Đại học Công nghệ cũng đặc biệt quan tâm đến cái việc phối hợp với doanh nghiệp. Các bạn cứ yên tâm là các cái tập đoàn doanh nghiệp lớn, ví dụ như là chúng ta như có là trường có ví dụ như bên Samsung là đặc biệt hàng năm tuyển rất là nhiều sinh viên. Rồi bên Viettel cũng tương tự như là Toshiba, hay là chúng ta đặc biệt là có cái chương trình công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, thì là bên Framza là một cái tập đoàn doanh nghiệp của Nhật Bản có hợp tác chặt chẽ với nhà trường. Họ lại là một cái đầu mối để cung cấp thêm cái doanh nghiệp của Nhật Bản vào để tuyển dụng từ nhà trường. Thì tôi nghĩ là cái cơ hội của các bạn để làm việc tại các tập đoàn doanh nghiệp cũng như là các cái viện nghiên cứu trong và ngoài nước, hay là cơ hội học tập tiếp ở nước ngoài ấy, thì nó không hề thiếu. Vấn đề là chúng ta hãy tự tin học tập thật là tốt. Rồi ạ, vừa rồi cô bên cạnh các cái doanh nghiệp mà có sự liên kết với trường Đại học Công nghệ trong cái công tác đào tạo cũng như là tiếp nhận cái sinh viên sau khi ra trường, thì chúng ta cũng có nhắc tới một số cái đối tác, một số công ty doanh nghiệp hoặc là cơ sở đào tạo như của Nhật Bản chẳng hạn. Thì có lẽ là cái vấn đề hợp tác quốc tế theo như hình dung của cá nhân em thì là cũng là một cái thế mạnh của Đại học Quốc gia nói chung, không chỉ là Đại học Công nghệ. Trong cái hợp tác quốc tế với các cái trường đại học, các viện nghiên cứu cũng như là các cơ sở doanh nghiệp nước ngoài, thì không biết là cô có thể chia sẻ thêm với các bạn học sinh về cái sự liên kết của hợp tác quốc tế của nhà trường với các cái cơ sở nước ngoài, trong kể cả công việc là chúng ta có thể là đào tạo chương trình liên kết chẳng hạn, hoặc là chúng ta đào tạo trao đổi sinh viên, hay là các cái cơ hội để sinh viên có thể được thực tập trong môi trường nước ngoài, hoặc là các cái bạn mà có cái nhu cầu nguyện vọng là tìm kiếm các cái chương trình học bổng sau đại học chẳng hạn, cô có thể chia sẻ thêm không ạ? Vì đó chắc chắn là cũng là những cái điểm cộng rất là quan trọng khi mà các bạn học sinh lên một cái kế hoạch lựa chọn một trường đại học ở đấy. Theo tôi thì cái nhu cầu mà các bạn là du học ở bậc đại học hay là sau đại học ra các cái trường đại học mà tiên tiến hiện đại hơn, đấy là một cái nhu cầu mình phải nói là không còn gì chính đáng hơn và cũng là không cái gì mong mỏi hơn của nhà trường cũng như là của phụ huynh. Thì trường Đại học Công nghệ cũng trên cái tinh thần cái hiểu cái việc đó là một cái việc rất đáng để quan tâm, thì chúng tôi có cái đầu tư hợp tác rất là nhiều. Ví dụ như là ngay tại bây giờ vào trường thôi, thầy sẽ thấy là có những cái viện, những cái trung tâm nghiên cứu mà là do hợp tác giữa trường Đại học Công nghệ với bên trường Đại học của Úc cũng như là của bên Nhật Bản. Còn hay là vào cũng sẽ thấy rất nhiều những cái phòng thực hành nghiệm mà chúng tôi trang những cái biệt là phòng thực hành ở bên Samsung. Tức là đấy là những cái sự đầu tư hợp tác cho các bạn ấy trong quá trình học tập cũng như sau này. Hàng năm thì ở nhà trường có cái trường hè giao lưu để cho các bạn ấy được trải nghiệm chính cái ngành học của mình, ví dụ như là ở bên Hàn hoặc là bên Nhật. Hè thì các bạn ấy có khóa học, ví dụ như là trải nghiệm học một cái khóa về robot, giao lưu trường hè 10 ngày đến 15 ngày. Ngoài ra thì cũng như là tham gia các cái kỳ thi. Chắc nói đến trường Đại học Công nghệ thì cũng hơi muốn khoe một chút là có một cái đội hình hàng năm các bạn đi thi các cái kỳ thi lập trình quốc tế với được một cái giải. Thường là phải nói là như nào, cái đội đi thi là không thể không có giải, tôi hay nói đùa là như thế. Và thi là có giải. Vâng, và giải rất là cao. Đấy là cái niềm tự hào cũng như là cái đầu tư, thì qua đấy các cái trường các nước cũng rất là gọi là cảm thấy là có một cái điểm rất là cộng với trường Đại học Công nghệ trong cái việc hợp tác để đón các bạn sinh viên ra du học cũng như là học chuyển tiếp ở cái bậc sau. Hiện nay nhà trường cũng xây dựng một số cái chương trình mà để gọi là 2 cộng 2, tức là 2 năm các bạn có thể học tại một cái ngành học trong trường. Và khi mà đủ thì là thi đạt được cái học bổng của các cái trường đại học ở các nước khác, thì các bạn ấy sẽ được thừa nhận, chấp nhận cái kết quả 2 năm học ở Việt Nam để tiếp tục học 2 năm lấy bằng. Hiện nay là chi tiết có thể là tên các trường cũng như là từng chương trình thì các bạn có thể tham khảo trên website của nhà trường. Nhìn chung là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ thì cái việc mà hợp tác quốc tế hoặc là những cái cơ hội mà chúng ta được học tập tiếp sau bậc đại học ở nước ngoài thì đều là những cái cơ hội, những cái định hướng mà rất là quan trọng đối với những bạn mà muốn tiến xa hơn ở trong lĩnh vực này. Ngoài các chương trình mà liên kết đào tạo quốc tế thì không biết là bên trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia thì có cái chương trình đào tạo nào mà theo cái định hướng chất lượng cao mà chúng ta có giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh không? Dạ vâng. Cái này thì trường Đại học Công nghệ có từ năm 2008. Thì là khi đó chúng tôi có 2 cái chương trình đào tạo được gọi là chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Thì trong đấy là trừ các cái khối môn chung
Ngoài ra thì là các bạn ấy được học 50% các môn còn lại bằng tiếng Anh. Vâng. Sau này thì từ năm 2016, tức là nó cũng qua một cái giai đoạn được đầu tư của cái chương trình chuẩn quốc tế, được sự gọi là tiếp nhận của xã hội cũng như là cái đánh giá cao của các doanh nghiệp ở là các bạn sinh viên tốt nghiệp, thì nhà trường cũng mạnh dạn đào tạo hai cái chương trình đấy là chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23 của Bộ Giáo dục. Vâng. Vì là hai chương trình đấy chúng tôi đã đầy đủ tất cả các cái điều kiện để vâng. đáp ứng cái việc đào tạo đó. Thì từ năm 2016 đến bây giờ chúng tôi tuyển sinh với tên gọi là chương trình chất lượng cao theo thông tư 23. Vâng. Nhưng mà nền tảng về điều kiện giảng dạy cũng như là đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo thì là đều có cái nền móng từ năm 2008 là chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Vâng. Và với chương trình đó thì các bạn sinh viên sẽ phải học khoảng 50% các môn học ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Vâng. Ở tại cái hội đồng bảo vệ luận văn thì các bạn ấy phải trình bày 100% bằng tiếng Anh, vì vâng. tại cái hội đồng đấy thì có thành viên của hội đồng phải là người nước ngoài. Vâng. Nên là cũng không thể là thôi thì nói một hai câu tiếng Việt thì cũng không thể cho phép được ở những cái môn học và những cái vâng. chương trình mà vâng. chúng tôi sẽ mời các giảng viên ở nước ngoài vào giảng dạy. Thế thì các cái chương trình mà chất lượng cao hay chương trình đạt chuẩn quốc tế này thì khi mà mình cấp bằng ấy, thì cái bằng cấp nó có khác không ạ? Hay là cái tuyển sinh đầu vào nó có khác so với những ngành khác không? Dạ có, vì là với cái tuyển sinh đầu vào thì chúng tôi đặc biệt là như nói lúc đầu tiếng Anh rất quan trọng, nhưng với cái chương trình vâng. chất lượng cao thì chúng tôi cũng để cái môn tiếng Anh và toán nó được nhân hệ số 2. Trong cái tổ hợp môn A01 tức là toán lý Anh thì toán Anh nhân hệ số 2, cũng như là tổ hợp toán lý hóa A00 thì toán lý nhân hệ số 2. Đấy, nghe như này thì các bạn sẽ có thể thấy hơi lăn tăn là thế thì em vào bằng A00 thì tiếng Anh đúng, của em như thế đúng, nào đúng đó? Thì là khi mà đầu vào học thì nhà trường có tổ chức phân loại test với vâng. các bạn mà có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế rồi, thì là các bạn sẽ được học một cái tiến độ khác. Gần như là các bạn chỉ khoảng 3 năm, 3 năm rưỡi có thể hoàn thành chương trình. Vâng. Hoặc là các bạn có thể dùng một kỳ để đi học trao đổi trong các cái chương trình với nước ngoài. Còn với các bạn mà tiếng Anh lúc trước, thời gian trước học phổ thông chưa được đầu tư thì nhà trường có một cái lộ trình học tiếng Anh nhiều trong cái năm thứ nhất. Vâng. Hầu như là ngày nào các bạn ấy cũng được học mà nghe sống trong cái môi trường mà phải gần như ngày dùng nào luôn. Ngoại ngữ. Vâng, ngày nào cũng có vâng. môn tiếng Anh. Có thể các bạn thích trường công nghệ vì kỹ thuật thì lúc đầu vào học có thể hơi chúng tôi cũng bị có một cái sự thật là các bạn em vào đây học kỹ thuật chứ không phải là học mà tiếng Anh. Tuy nhiên thì sau khi thấy rằng là không phải là ngày nào các bạn chỉ học tiếng Anh không, những cái giờ trên lớp mà chúng tôi gọi là giờ chính khóa ấy, thì các bạn ấy chỉ vẫn học các môn học bình thường như các bạn khác, và có một tỷ lệ các môn tiếng Anh chỉ phù hợp thôi ạ. Nhưng mà vào các cái khung giờ ví dụ như là buổi tối ngoài giờ cũng như là thứ bảy chủ nhật thì với những bạn tiếng Anh chưa đạt chuẩn đấy thì các bạn ấy sẽ phải nỗ lực hơn những các bạn khác. Vâng. Để làm sao cho theo tiến độ bình thường thì hết năm thứ nhất thì tiếng Anh của các bạn ấy phải tương đối để dần dần đạt được cái chuẩn. Còn vâng. các bạn nào kém thì cái kỳ hè của năm thứ nhất thì chúng tôi lại đùa nào lại tiếp tục chúng ta lại vâng. Ngồi học để làm sao cho khi bắt đầu vào năm thứ hai chúng ta cảm thấy không sợ môn tiếng Anh nữa và có thể nghe giảng ở những cái môn học mà chúng tôi gọi là theo lộ trình ấy, tức là slide, tài liệu bằng tiếng Anh, có thể nghe giảng, có thể giải thích thì bằng tiếng Việt, thì các vâng. bạn có thể không quá là bỡ ngỡ hay sợ. Và bên cạnh với cái đội ngũ trợ giảng bằng tiếng Việt thì các bạn ấy làm dần quen dần cho đến kỳ thứ 5, thứ 6 của trong trường thì là các môn học như là các bạn ấy phải học ngay giảng bằng tiếng Anh. Vâng, như vậy qua chia sẻ của cô thì có thể thấy là cái yêu cầu về tiếng Anh ở trong chương trình đào tạo của trường Đại học Công nghệ cũng khá là cao. Vâng, và với cái thời lượng cũng rất là lớn. Thực ra thì tiếng Anh là một cái vấn đề mà hiện tại nó trở thành cái công cụ thiết yếu và có thể nói là bắt buộc đối với sinh viên, và trường đại học nào thì cũng quan tâm vấn đề đào tạo tiếng Anh. Tuy nhiên là cái điều kiện để triển khai tổ chức cái chương trình tiếng Anh đối với các trường thì cũng có phần khác nhau, và đặc biệt là nếu các bạn sinh viên mà có cái nguyện vọng mà nâng cao trình độ tiếng Anh mà chúng ta phải tìm đến các trung tâm ở bên ngoài nhà trường thì thường là cái chi phí nó rất là đắt đỏ. Đối với trường Đại học Công nghệ thì có một cái có thể nói là lợi thế của chúng ta là chúng ta là một trường thành viên của Đại học Quốc gia, mà trong trường Đại học Quốc gia thì lại có trường Đại học Ngoại ngữ. Được. Thì không biết là cái chương trình đào tạo tiếng Anh của chúng ta với thì có sự liên kết nào với chương trình tiếng Anh bên trường Đại học Ngoại ngữ không? Có sự hỗ trợ nào cho nhau không? Dạ có. Đây đúng là một cái lợi thế của các vâng. trường thành viên trong Đại học Quốc gia. Trong Đại học Quốc gia thì có thể nói là ngành nghề nào, lĩnh vực nào chúng tôi cũng có. Vâng. Không, đây là với ngành. Cái trường với cái việc mà học tiếng Anh á thì các bạn ấy, đội ngũ giáo viên giảng dạy thì là hoàn toàn là giáo viên của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia giảng dạy tiếng Anh cho các sinh viên theo học các cái chương trình này.
Và ngoài ra thì ngoài các cái đội ngũ là giảng viên tại trường ấy, thì trong cái thời gian học của các bạn ấy cũng có quy định, cái này cũng là được trường Đại học Ngoại ngữ hỗ trợ thôi ạ, là các cái giảng viên của các nước nói tiếng Anh chuẩn tham gia vào việc giảng dạy, để không chỉ học cái tiếng Anh bình thường mà có thể có những cái tiếng Anh chuyên ngành để cho các bạn ấy làm quen đọc các cái tài liệu khoa học, thì chúng tôi cũng có đưa vào trong các cái chương trình. Các bạn cũng yên tâm là nhà trường cũng thiết kế một cái chương trình tiếng Anh cho các bạn mà có thể nói là lúc học phổ thông chúng ta chỉ ở đạt ở cái mức rất rất trung bình về tiếng Anh. Với cái sự nỗ lực thì các bạn hoàn toàn có thể học được cái chương trình chất lượng cao theo thông tư 23 để mà có thể học nghe giảng được các môn bằng tiếng Anh. Vâng. Nhìn chung là nếu mà đã là trường Đại học Ngoại ngữ đào tạo tiếng Anh cho sinh viên của Đại học Công nghệ thì tôi tin, em tin là chất lượng nó sẽ tốt, và chắc chắn là chi phí cũng sẽ hợp lý hơn rất nhiều so với việc là các bạn phải đi học ở các cái trung tâm tiếng Anh ở bên ngoài nhà trường, đúng không ạ? Xin bổ sung một chút để các bạn cũng yên tâm về mặt học phí. Thế hiện nay cái chương trình chất lượng cao 23 thì nhà trường thu là 35 triệu một năm, định trong toàn 4 năm, tức là một khóa học. Ngoài ra chúng tôi không thu thêm một cái gì nữa, mặc dù là kể cả tiếng Anh của các bạn đầu vào có thể thấp hơn các bạn mà mình nói là ví dụ có một cái chuẩn nền tốt hơn, thì các bạn ấy vẫn được học theo chương trình đấy, chứ không phải là em phải nộp tiền để học một cái khóa tiếng Anh tăng cường, không có, nó gói gọn toàn bộ trong chương trình. 35 triệu này bao gồm cả chương trình đào tạo tiếng Anh rồi. Dạ vâng. Như vậy thì tôi nghĩ là mức học phí này, em nghĩ là mức học phí này là rất thấp. Bởi vì nếu mà các bạn ấy học tiếng Anh ở các trung tâm mà có uy tín ở bên ngoài nhà trường thì chắc một năm phải nhiều hơn 35 triệu này. Và hơn nữa là nếu mà so sánh với một số chương trình đào tạo có tính chất chuẩn quốc tế hoặc chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh của các trường đại học khác mà em có tìm hiểu thì cái mức 35 triệu này là không cao, nó là thấp. Nhưng mà dù sao thì đấy là so với các chương trình chất lượng cao thôi. Còn chương trình bình thường thì nhân tiện thấy cô đã nói về vấn đề học phí thì chắc là chúng ta sẽ trao đổi luôn về cái mức học phí của các cái nhóm ngành khác điện ngoài chương trình chất lượng cao. Thì hiện tại trường Đại học Quốc gia thì chắc là cũng nằm trong diện là tự chủ về tài chính, đúng không ạ? Thì cái mức học phí của chúng ta hiện tại nó ở cái khoảng như thế nào, và trong những năm tới thì liệu có sự thay đổi lớn nào không để cho các bạn sinh viên có một cái sự chuẩn bị, một cái kế hoạch tài chính cho những năm học ở trường? Có lẽ là trường Đại học Công nghệ cũng là trường thành viên trong Đại học Quốc gia. Vâng. Nên là hiện nay đối với các chương trình trong của nhà trường vẫn là trường là các ngành đào tạo mà được có cái ngân sách nhà nước. Nên hiện nay học phí thì theo đúng cái quy định chung của nhà nước thì với năm học 2019-2020 thì các bạn sẽ phải chi trả mức học phí là 10.600.000 cho một năm học. 10.600.000 ạ? Vâng, cho một năm học ạ. Vâng, một năm. Nếu mà so đúng là so các trường kỹ thuật thì cũng đang là mức thấp. Chắc là trường Đại học Quốc gia có sự ưu ái nhất định. Thì như tôi nói là nó là cái chương trình mà vẫn được có cái đầu tư ngân sách của nhà nước. Vâng. Ngoài ra thì cũng với một cái gọi là ưu việt, cái lợi thế trong Đại học Quốc gia thì các cái dự án, các cái đầu tư của nhà trường được khai thác phục vụ cho cái việc đào tạo giảng dạy rất là lớn. Vâng. Có thể là cũng nhờ thế mà cái việc mà sinh viên phải chi trả cái mức học phí để được học vì là nó sẽ thấp hơn. Vì khi sử dụng các cái phòng thực hành thí nghiệm cũng phải nói là chi phí rất là lớn. Ví dụ như ngành kỹ thuật năng lượng hay là ngành vật lý kỹ thuật, một buổi các em đi vào thực hành thực tập thì cái chi phí cho một buổi đấy cũng rất là lớn. Nhưng mà cũng tranh thủ cái sự đầu tư của doanh nghiệp hiện nay quan tâm dành cho cái nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật cũng như là các cái dự án đầu tư của nhà nước, khi mà chúng tôi đưa vào thì nó gắn rất chặt với cái quá trình đào tạo, thì đấy là một cái nguồn mà khai thác cái nguồn lực rất là lớn để phục vụ cho cái đào tạo các cái chương trình của nhà trường. Vâng. Vâng. Thực ra thì đối chi phí để đào tạo một sinh viên thuộc nhóm ngành khoa học kỹ thuật thì thường là lớn hơn so với sinh viên các nhóm ngành về xã hội hay về kinh tế. Đó là thực tế. Thế nhưng mà mức học phí trường đưa ra hiện tại là đang thấp hơn, thấp hơn đáng kể so với những trường mà em biết. Có lẽ là chắc là đúng là có sự ưu tiên đầu tư của nhà nước. Trường Đại học Quốc gia có lẽ là trường đại học trọng điểm để ưu tiên đầu tư, cho nên chúng ta có cái lợi thế này. Thế nhưng mà trong lộ trình thì những năm sắp tới thì liệu có biến động lớn nào về học phí của nhà trường không ạ? Tức là với trong vòng đấy là chắc vài năm tới. Vài năm tới. Các cái chương trình chuẩn của nhà trường theo ngân sách nhà nước thì là vẫn chỉ có tăng cái học phí theo cái lộ trình quy định chung là mỗi năm tăng 10% theo cái quy định của Bộ Tài chính về học phí thôi. Chứ cũng không, vì là chương trình chuẩn thì chúng tôi không thể được thu cao quá được. Vâng, vâng, đúng ạ. Trừ khi là được chuyển sang tự chủ. Vâng, thực ra hỏi cô như vậy nhưng mà đúng là chúng ta có những cái quy định ràng buộc để các trường cũng không thể nào mà tăng một cái mức học phí gây sốc quá. Mặc dù trước đây đã từng xảy ra chuyện đó, khi mà các trường chuyển sang từ trạng thái được bao cấp sang tự chủ tài chính là cũng có cái cú sốc đấy. Nhưng bây giờ thì chắc là
sẽ không xảy ra cái tình trạng như vậy nữa. Và các bạn học sinh khi mà chúng ta lựa chọn Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia thì chúng ta có thể yên tâm xây dựng cái kế hoạch tài chính cho việc học ở trường. Một nhân tiện nói về vấn đề về học phí á, thì ta sẽ bàn thêm một câu chuyện về học bổng nhé. Không biết là chính sách học bổng của nhà trường thì có những cái loại hình, có thể là có những cái thế nào nhỉ, có những cái loại học bổng nào dành cho sinh viên, và cái mức học bổng thì nó hiện tại nó đang như thế nào? Đây là về sinh viên thì ai cũng quan tâm đến học bổng. Ở trường công nghệ thì ngoài cái học bổng khuyến khích học tập mà các chương trình, tôi hiểu là các trường nào cũng có xét vào điểm kết quả học tập hàng kỳ cho sinh viên, thì là theo đúng quy định thôi, thì nhà trường cũng chắc chắn là mức thấp nhất thì cũng đã bằng học phí các em phải nộp. Ngoài ra thì đấy người ta gọi là mức có 3 mức, còn cái mức trên là 1,5 đến gấp 2 lần cái học phí các em phải đóng. Tương tự đối với mỗi chương trình, đủ chương trình chuẩn. Thế còn chương trình theo thông tư 23 học phí các em phải nộp 35 triệu thì cái mức học bổng các em chúng tôi cũng có một cái mức tương đương như là học phí. Đấy là các cái chương trình về học bổng khuyến khích học tập. Nên là với các em học tập tốt, nếu có lo lắng về vấn đề tài chính thì học thì có thể hoàn toàn yên tâm, vì học bổng cũng đã đủ rồi ạ. Nếu bạn học tốt thì không những là bạn đi học không mất tiền mà bạn còn có được trả lương cơ. Vì là có những mức học bổng là gấp 1,5 đến gấp 2 lần so với học phí mà. Còn ngoài cái học bổng khuyến khích học tập thì ở trường còn có thêm các học bổng từ các cái doanh nghiệp, cũng như là vì chúng tôi còn được cả một cái lợi thế từ các cái quan hệ hợp tác của Đại học Quốc gia Hà Nội, nên là ngoài các cái học bổng từ các cái doanh nghiệp, các tập đoàn, các cái tổ chức cho học bổng thì các bạn ấy nhận theo kênh mà Đại học Quốc gia hợp tác, thì ngoài ra còn có các cái hợp tác, các cái quan hệ từ có thể là từ thầy cô, từ các cựu sinh viên, cũng như là từ các doanh nghiệp, khi mà hàng năm tuyển được một cái nguồn nhân lực từ nhà trường thì họ cũng rất là hạnh phúc vui vẻ quay lại để đầu tư học bổng cho nhà trường, thì những cái học bổng đó thường là rất là cao. Và hiện nay thì trường công nghệ cũng kể với các bạn một cái câu chuyện là có những cái học bổng mà thực tế là khi chúng tôi thông báo hầu như các bạn ấy không quan tâm lắm. Vì sao? Là cũng thống kê ra vì nó có quá nhiều học bổng nên các bạn ấy bắt đầu cũng đã thành một cái kỹ năng là chờ trong năm bao giờ đến cái mùa mà cái học bổng rất là cao thì mình phải nộp hồ sơ. Vì là đấy là một cái, có thể nói là một cái điều kiện rất là tốt cho bây giờ các em học mà tập tại trường công nghệ. Cô nói điều này thì em lại nhớ ra một việc là thường là các trường sẽ có chính sách phân bổ làm sao mà sinh viên đã nhận học bổng này rồi thì sẽ hạn chế để không nhận học bổng khác nữa. Thành ra là các bạn ấy sẽ có, nếu như các bạn mà quan tâm đến thông tin về học bổng ấy, thì các bạn ấy sẽ có hẳn một kế hoạch là sẽ cân nhắc để lựa chọn sao được cái học bổng cao nhất trong số học bổng, tránh là mình nhanh nhẩu quá, mình nhận được một cái học bổng thấp rồi mình không còn cơ hội để được học bổng cao nữa. Vâng, đúng rồi. Thực ra săn học bổng là một nghệ thuật, không chỉ là học bổng đi học ở nước ngoài đâu ạ, mà kể cả học bổng trong nước nó là nghệ thuật. Vâng. Vừa rồi thì mình có nói vui một chuyện là sinh viên nếu mà chúng ta đủ xuất sắc ấy, thì các bạn không chỉ là được đi học miễn phí mà các bạn còn được trả lương, đúng không? Vì học bổng gấp rưỡi, gấp 1,5 lần mức học phí của các bạn, hay lương đấy nói vui, thì chúng ta sẽ phải trang trải cho vấn đề về sinh hoạt phí. Thế thì trường Đại học Công nghệ cũng là cái trường mà chúng ta cũng như nói chúng ta vừa chia sẻ là cũng được nhà nước ưu tiên đầu tư khá nhiều về mặt cơ sở vật chất, trong đó chắc chắn là sẽ có bao gồm cả ký túc xá hay là căng tin, đúng không ạ? Thì không biết là cô có thể chia sẻ thêm cho các bạn học sinh quan tâm đến nhà trường về cái cơ sở vật chất, ký túc xá của nhà trường, căng tin của nhà trường, cũng như là cái mức sinh hoạt, mức chi phí mà các bạn sẽ phải chi trả cho các cái hoạt động ăn ở đấy không ạ? Dạ, thì thầy nói với các bạn là về trường Đại học Công nghệ, sinh viên thuộc trường Đại học Công nghệ nói riêng thì cũng giống như các mọi sinh viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Có thể nói là chúng tôi không có một cái ký túc xá riêng hay là nhà tập đa năng cũng như là căng tin riêng. Thế nhưng mà ngược lại thì nó lại là một cái niềm vui, đó là chúng tôi sử dụng chung cái nguồn lực đấy từ Đại học Quốc gia Hà Nội, tức là các bạn sinh viên trong toàn Đại học Quốc gia, các ngành nghề khác nhau đều có thể tham gia sử dụng, khai thác những cái điều kiện đó, và như vậy nó có một sự giao lưu rất lớn. Hiện nay thì về ký túc xá thì trong Đại học Quốc gia thì có ba khu đại học, khu ký túc xá, một khu ký túc xá mà có lẽ là sinh viên Đại học Công nghệ hay sử dụng nhất, đấy là sinh viên khu ký túc xá nội tại ngay trong cái khuôn viên 144 Xuân Thủy. Và khu ký túc xá thứ hai các bạn cũng hay ở, đấy là khu ký túc xá ở Mỹ Đình. Còn một khu ký túc xá nữa là ở khu Mễ Trì. Thì thường là các bạn sinh viên học khoa học tự nhiên, xã hội nhân văn thì hay ở cái khu đấy hơn.
Thế thì về mặt ở ký túc xá thì bây giờ các bạn cũng không cần quá lo vì cái đầu tư, đặc biệt là ở cái khu ký túc xá Mỹ Đình ấy, cái số lượng phòng cũng như là cái yêu cầu để các bạn được học nó rất là, để được ở đấy, để mà khi theo học ấy, nó rất là nhiều, nhiều cái suất để các bạn ở. Nó chứ không cần phải như ngày xưa là xét tất cả đúng, các tiêu đúng chí. Em vẫn nhớ là học cái chi phí mà ở ký túc xá thì vô cùng là rẻ, rẻ đến không thể tưởng tượng nổi. Nhất là đến một thành phố mà rất đắt đỏ được ở như là ở Hà Nội. Tuy nhiên là nếu như trước đây thì cái cơ sở lưu trú, cơ sở ký túc xá của các trường đại học thì nó rất là hạn chế, thì thậm chí là ngay cả bây giờ một số trường đại học là xét rất là nhiều tiêu chí, như là thường là sẽ ưu tiên cho những sinh viên năm nhất, năm hai này, thế rồi là sẽ phải là xem xét ưu tiên trước những trường hợp là diện chính sách hộ nghèo hoặc là con em thương binh liệt sĩ vân vân thì mới được sử dụng ký túc xá. Nhưng mà với trường nhà công nghệ như chia sẻ của cô thì có thể thấy là các bạn có thể nói là rất rất dễ dàng trong việc đăng ký được một suất ở ký túc xá, đúng không? Và cái mức chi phí của các bạn được ở ký túc xá nó cũng rất là phù hợp với sinh viên, đặc biệt là các sinh viên ngoại tỉnh. Ví dụ như ở khu ký túc xá Mỹ Đình thì các bạn chỉ cần phải trả với mức giá là 215.000 đồng một tháng cộng với 100.000 cái tiền để phục vụ các cái vệ sinh là các bạn có thể ở được ký túc xá Mỹ Đình rồi. Hoặc là ở các cái khu ký túc xá thì ngày xưa nói ký túc xá là mình cứ nghĩ đến sợ, giường tầng bằng rồi lôi thôi nhé, vâng, cái gì vệ sinh. Bây giờ thật sự là nếu chúng ta vào chúng ta thấy ký túc xá nó không còn cái định nghĩa như thế nữa. Mỗi phòng với cái diện tích khoảng cỡ 24 m² thì các bạn ấy cũng có thể ở từ 6 đến 8 người thì các bạn ấy được ở khai thác cái không gian đấy rồi. Vâng. Trong mỗi một cái phòng thì đều có tủ đựng riêng, bàn học riêng, cái khu riêng cho mỗi người, cũng như là công trình phụ điều kiện là khép kín, cũng có điều hòa, cũng có bình nóng lạnh, chứ không khổ như là ngày xưa. Vâng. Thực ra là với mức 300.000 thì thực sự là đấy, như em nói là rất là khó tưởng tượng nếu mà ở thành phố đắt đỏ như Hà Nội mà lại còn có cả điều hòa, có wifi. Trong khi đó, nhưng mà thực ra thì sinh viên thì đôi khi có những bạn lại không thích ở ký túc xá vì muốn được tự do chẳng hạn, thì cái câu chuyện đấy chắc là chúng ta sẽ bàn với người khác. Nhưng mà như cô chia sẻ thì cái không gian ký túc xá cũng như là một số không gian của chúng ta là của trường đại công nghệ là chúng ta sẽ sử dụng chung với đại quốc gia. Thực ra nó là một cái có khi cũng là một cái điểm rất là hay, vì sinh viên của một trường công nghệ kỹ thuật thì thường đa số là con trai. Nếu như chúng ta có cơ hội để được ở cùng một cái khu vực mà có nhiều cơ hội để giao lưu với các bạn nữ nhiều hơn ở các trường thành viên khác như là đại học ngoại ngữ chẳng hạn, đại học kinh tế, đúng không ạ, thì cũng sẽ rất là vui và sẽ giúp chúng ta phát triển nhiều kỹ năng. Còn nhân tiện là nói về cái câu chuyện là được giao lưu với các bạn sinh viên của các trường thành viên khác của đại quốc gia thì chắc là mình lại quay trở lại câu chuyện đào tạo. Trường Đại học Công nghệ là một trường thành viên của Đại học Quốc gia, và như chúng ta vừa chia sẻ là trường quốc gia thì ngành nghề gì cũng có, đúng không ạ, lĩnh vực nào cũng có, và chúng ta cũng đã áp dụng chương trình đào tạo theo tín chỉ rồi, thì không biết là giữa các trường thành viên thì chúng ta có cái sự công nhận tín chỉ của nhau để tạo điều kiện cho sinh viên có thể học cùng lúc hai ngành, đúng không ạ, để khi ra trường các bạn ấy có được cấp hai bằng ở hai cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau hay không ạ? Cái này có lẽ là cũng là một cái lợi thế của Đại học Quốc gia. Hiện nay thì với các bạn sinh viên trong Đại học Quốc gia thì cái cơ hội để các bạn ấy cùng một lúc tốt nghiệp hai bằng là rất là dễ. Các trường liên thông với nhau, rồi các ngành trong một trường cũng có thể học với nhau. Với các bạn mà có thể là vì một lý do nào đó trong cái kỳ thi xét tuyển sinh vào đại học chúng ta đã lỡ mất không được học cái ngành nghề mà chúng ta yêu thích nhất, thì cũng không phải vì thế mà chúng ta mất cái cơ hội học tập đó. Bởi vì khi vào trường ấy, với cái phương thức đào tạo như hiện nay thì các bạn ấy hoàn toàn có thể học bằng thứ hai. Hiện nay thì trong Đại học Quốc gia Hà Nội thì khi mà các bạn vào học một cái ngành, chúng ta gọi là ngành thứ nhất, thì ở cái mọi người sẽ xét cái điểm trung bình chung học tập từ kỳ thứ 3 hoặc trong thời gian từ kỳ thứ 3 đến học kỳ thứ 7. Với cái điểm trung bình chung từ 2,0 trở lên thì đã đủ điều kiện xem xét để xét học thêm một cái ngành học thứ hai rồi. Ví dụ như là các bạn học nhóm khí tượng thủy văn hải dương học hoàn toàn có thể học một cái bằng thứ hai là công nghệ thông tin, cũng đấy là của trường tự nhiên sang trường công nghệ đã. Khí tượng thủy văn hải dương học là của trường khoa tự nhiên. Hoặc là các bạn học chính trong trường đại học công nghệ, các bạn có thể học ngành vật lý kỹ thuật, hay các bạn học ngành cơ kỹ thuật, hoặc là những ngành học khác, các bạn cũng có thể học một cái bằng thứ hai là về kỹ thuật máy tính hay là công nghệ thông tin hay là khoa học máy tính. Nội bộ trong trường đều có cái bằng kép với nhau để các bạn đi học.
và cái thời gian để mà các bạn ấy học một cái chương trình nó cũng khi xét thì chúng tôi đã xét đến những cái chương trình tín chỉ mà nó đã giống nhau giữa hai khung chương trình thì các bạn ấy được miễn. Thì cái khối đấy các bạn ấy trong trường với nhau được miễn đến khoảng 60 đến 70 tín chỉ rồi. Được. Nên là cái tổng tín chỉ các bạn còn phải học lại thì nó cũng cỡ cái tầm khoảng tùy vào từng ngành thì nó làm từ 70 đến 80 tín chỉ thôi. Được. Được. Như vậy là sẽ tiết kiệm rất nhiều về mặt chi phí cũng như là thời gian. Dạ. Và đồng thời mở ra cho các bạn những cơ hội rất là quý. Ở đây thì thầy sẽ nhắc lại cái chia sẻ của cô Thoa ở chỗ là nếu như các bạn chúng ta có những cái sơ sẩy nhất định trong kỳ thi trường quốc gia, chúng ta đạt một kết quả không thực sự là tốt để có thể vào được cái ngành mà chúng ta mong muốn, thì chúng ta hoàn toàn thể đi bằng một con đường vòng là chúng ta sẽ vào một cái trường thành viên của đại học quốc gia, đúng không ạ? Xong sau đó chúng ta sẽ tìm cách để làm sao chúng ta đủ được cái điều kiện để chúng ta có thể học tiếp được một cái ngành thứ hai. Tuy nhiên điều kiện thì cũng không phải là quá khó, đúng không? Điều kiện không phải quá khó. Và như vậy là ví dụ như trong cái ví dụ mà cô Thoa đưa ra là bạn có thể là bạn có thể là xét vào đỗ vào cái ngành khí tượng thủy văn hải dương học của Đại học Khoa tự nhiên, nhưng sau đó bạn có thể học ngành thứ hai là ngành công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ. Mà theo như thầy hình dung thì hai cái ngành này có mức điểm chuẩn chênh lệch rất là lớn, rất là lớn. Như vậy thì rõ ràng là những bạn mà chúng ta thi kết quả thi không thực sự như mong muốn, chúng ta có cái cơ hội rất là lớn để chúng ta có thể thay đổi cái ngành học của mình gần như là như vậy, để làm sao chúng ta có được cái kết quả đầu ra như chúng ta mong muốn. Tuy nhiên là hình như là cũng chúng ta cũng có một cái điều kiện, đấy là các bạn ấy muốn được cấp cái bằng thứ hai thì các bạn vẫn phải hoàn thành cái chương trình của bằng thứ nhất, đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Ngay thì là khi mà tốt nghiệp thì các bạn phải hoàn thành cái chương trình đào tạo được nhận bằng của ngày thứ nhất. Vâng. Thì lúc đấy mới hoàn thiện để xét tiếp. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng. Để tránh có những bạn là khi mà bạn chuyển từ khí tượng thủy văn hải dương học sang công nghệ thông tin, bạn lại bỏ hẳn khí tượng thủy văn hải dương học thì chết, đúng không? Vâng. Thế thì đây là một thông tin rất là quý, đúng không ạ? Thứ nhất là ngay cái đầu vào của các bạn, và hai nữa là cả đầu ra nữa. Trong cái thời gian vừa qua khi mà thầy đi tư vấn tuyển sinh ở nhiều cái đơn vị, nhiều kênh khác nhau, thì thấy rằng là hiện nay trong học sinh sinh viên thì đang sôi sục cái phong trào khởi nghiệp mọi người là rất nhiều. Và đương nhiên là khởi nghiệp ở trong cái thời đại mọi người hay gọi vui là thời đại công nghiệp 4.0, chúng ta nói rất nhiều rồi, thì là thời của công nghệ. Thì để mà có thể khởi nghiệp được thì ngoài các kiến thức về chuyên môn, về kỹ thuật, về công nghệ, các cái ý tưởng về kỹ thuật, về công nghệ như chúng ta được đào tạo ở Đại học Công nghệ, thì cũng cần những kiến thức nhất định trong vấn đề là quản trị, trong vấn đề về quản lý tài chính, về quản lý kinh tế. Thì rõ ràng là một sinh viên mà chỉ thuần túy là kỹ thuật, sinh viên thuần túy là công nghệ có thể gặp những trở ngại trong việc là khởi nghiệp, hay cũng như là một sinh viên mà chỉ có kiến thức về kinh tế thôi và thiếu những ý tưởng hay những giải pháp về mặt công nghệ thì cũng rất là khó để khởi nghiệp thành công. Thì với trường đại quốc gia, khi mà chúng ta có cả trường đại học công nghệ và cả đại trường đại học kinh tế mà lại liên thông được chương trình đào tạo với nhau, đúng không ạ, thì sinh viên sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà có thể thực hiện được cái ước mơ khởi nghiệp của mình. Thầy nghĩ là như vậy. Rồi, rất là cảm ơn cô Thoa. Ngày hôm nay thì chương trình tư vấn tuyển sinh 2019 với trường Đại học Công nghiệp, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội của chúng ta thì đã có thể nói là cung cấp rất là nhiều thông tin mà thầy nghĩ là nếu như các bạn mà chỉ có tìm kiếm ở trên mạng xã hội hay là trên Internet, thậm chí là kể cả vào website của nhà trường ấy, thì chắc là các bạn có thể hoặc là sẽ không thể tiếp nhận được đầy đủ các thông tin, hoặc là chúng ta có đọc thì chúng ta cũng chưa thể hiểu rõ được như những gì mà cô Thoa đã chia sẻ ngày hôm nay. Thì một lần nữa xin cảm ơn cô Thoa đã đến với buổi tư vấn ngày hôm nay và chia sẻ và cung cấp cho các bạn những thông tin rất là quý. Và hy vọng là với những thông tin như thế này thì chúng ta sẽ có thêm một cái lựa chọn rất là đáng giá, một lựa chọn rất là sáng giá, đúng không? Và trong cái danh sách những cái trường, những cái ngành mà chúng ta có thể cân nhắc đăng ký trong cái kỳ tuyển sinh 2019 sắp tới. Và buổi tư vấn ngày hôm nay thì có thể vẫn còn những cái vấn đề mà chưa thực sự là giải đáp được một cách trọn vẹn tới các bạn học sinh, thì các bạn có thể đặt câu hỏi ngay trong cái phần comment phía dưới này, thì các cán bộ tuyển sinh, các cán bộ đào tạo của Trường Đại Công nghệ Đại Quốc gia sẽ tham gia vào cái quá trình giải đáp, tư vấn thắc mắc cho các bạn. Buổi tư vấn ngày hôm nay thì xin được kết thúc ở đây. Chắc là xin nhờ cô Thoa có thể là gửi tới các bạn học sinh, có thể rất là nhiều bạn đây đang quan tâm đến Trường Đại Công nghệ Đại Quốc gia, những cái lời chúc và những cái lời động viên để các bạn có thêm sự tự tin trong kỳ thi sắp tới, không ạ? Thay mặt Trường Đại học Công nghệ mong muốn gửi đến các bạn thí sinh của năm 2019 hãy tự tin và chúng ta vững bước trong cái kỳ thi trung học phổ thông, làm sao chúng ta có được cái kết quả tốt nhất để vào được cái ngành học mà chúng ta mong đợi.
Và một lần nữa rất mong được gặp mà lại các em mà yêu quý Đại học Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong cái đợt nhập trường của năm 2019. Chúc các em sức khỏe và thành công. Vâng, cảm ơn cô ạ. Chúc tất cả các em thật nhiều may mắn và thành công.